Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của thẩm mỹ viện Dr. Vĩnh Bệnh viện Chợ Rẫy. Hôm nay bên mình vừa thực hiện một ca rất là đặc biệt nha các bạn. Thì chúng ta cùng nhau theo dõi xem là chị đã thực hiện phương pháp gì nhé. Rất là bí ẩn nha các bạn. Thì đây là hình ảnh của chị trước khi thực hiện nha các bạn. Về phần giữa mặt chúng ta có thể thấy rất rõ về tình trạng da dư và chảy xệ xuống ở vùng giữa mặt, đặc biệt là có hai vùng rãnh mũi má hằn sâu trên gương mặt. Điều này làm cho gương mặt của chị trông buồn và tối. Vì thế chị đã lựa chọn phương pháp căng da mặt mini dấu sẹo kết hợp với một phương pháp đặc biệt, đó chính là treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má. Thì chúng ta cùng nhau theo dõi là sau khi thực hiện xong combo này, trông chị đã thay đổi như thế nào nha. Đây là hình ảnh của chị sau khi thực hiện xong combo căng da mặt mini dấu sẹo kết hợp với treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má nha các bạn. Chúng ta có thể thấy rất rõ về phần giữa mặt của chị, tình trạng da dư chảy xệ không còn xuất hiện nữa. Bác sĩ đã tiến hành loại bỏ qua phương pháp căng da mặt mini dấu sẹo nha. Đặc biệt là hai rãnh mũi má hằn sâu trên gương mặt của chị cũng được cải thiện rất là nhiều, kết hợp với phương pháp treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má nha các bạn. Đây là hai phương pháp rất là phổ biến bên bác sĩ Vĩnh, làm trẻ hóa vùng mặt giữa nha các bạn. Hiện tại chị em nào đang gặp tình trạng da dư chảy xệ ở vùng giữa mặt kết hợp với rãnh mũi má hằn sâu thì chúng ta có thể tham khảo phương pháp này nha. Rất đẹp và tự nhiên nha các bạn. Chúng ta cùng nhau theo dõi hình ảnh trước và sau khi thực hiện để thấy rõ được sự thay đổi nha. Trước khi thực hiện thì vùng da giữa mặt của chị có tình trạng da dư chảy xệ kết hợp với vùng rãnh mũi má hằn sâu. Điều này làm cho gương mặt của chị trông buồn và tối. Vì thế chị đã lựa chọn phương pháp căng da mặt mini dấu sẹo kết hợp với treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má. Sau khi thực hiện xong thì trong gương mặt của chị trẻ hơn, đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Đặc biệt là vùng rãnh mũi má hằn sâu không còn xuất hiện nữa, làm cho gương mặt của chị tươi tắn và trẻ trung hơn lên rất là nhiều nha. Đây cũng là tình trạng thường hay gặp ở chị em phụ nữ chúng ta. Tình trạng da dư chảy xệ ở vùng giữa mặt kết hợp với rãnh mũi má hằn sâu làm cho gương mặt của mình trông buồn và tối. Thì phương pháp căng da mặt mini dấu sẹo từ trước tới nay vẫn là ưu điểm của bác sĩ Vĩnh, chính là không thấy đường cắt nằm ở đâu nha các bạn. Kết hợp thêm phương pháp treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má thì làm cho vùng rãnh mũi má không còn xuất hiện nữa, căng thẳng lên, rất đẹp và tự nhiên nha các bạn. Sau khi thực hiện xong thì trông chị trẻ lên, đẹp lên rất là nhiều. Hình ảnh trước và sau có sự thay đổi rất là rõ ràng nha các bạn. Chúng ta có thể xem cận cảnh về cái combo trẻ hóa vùng giữa mặt này của bác sĩ Vĩnh nha. Da dư ở vùng giữa mặt của chị không còn xuất hiện, làm cho gương mặt của chị trông trẻ lên và tươi tắn hẳn lên. Về vùng rãnh mũi má thì chúng ta có thể thấy là đã hết hoàn toàn nha các bạn. Rất đẹp và tự nhiên. Mặt của chị sáng lên, trẻ lên và đẹp lên rất là nhiều nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Hình ảnh trước và sau là có một cái sự thay đổi rất rõ ràng nha các bạn. Chúng ta có thể theo dõi lại ha. Trước khi thực hiện rãnh mũi má hằn rất là sâu và vùng da giữa mặt của chị là có sự chảy xệ nha các bạn. Cái điều này thì chúng ta không thể tránh khỏi do tuổi tác và do lão hóa nha các bạn. Thì sau khi thực hiện xong combo căng da mặt mini dấu sẹo kết hợp với treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má thì chúng ta có thể thấy được cái hiệu quả ngay tức thì nha các bạn. Rất đẹp và tự nhiên nha. Rãnh mũi má của chị không còn xuất hiện nữa, rất đẹp nha các bạn. Hình ảnh trước và sau có sự thay đổi rất rõ ràng nha. Với combo này thì làm cho vùng da giữa mặt của chị được thay đổi rất là nhiều, được căng thẳng, được mịn màng. Và sau khi thực hiện xong combo này thì chúng ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không cần phải nghỉ dưỡng quá nhiều nha các bạn. Treo chỉ căng da, xóa rãnh mũi má, đây là một phương pháp mới và đang được áp dụng bên bác sĩ Vĩnh để xóa rãnh mũi má nha các bạn. Chúng ta có thể tham khảo nha. Căng da mặt mini thì sẽ giải quyết được tình trạng da dư ở vùng giữa mặt. Từ đó thì làm cho gương mặt của chị trông trẻ hơn, đẹp hơn rất là nhiều nha các bạn. Thì đây là combo căng da mặt mini dấu sẹo kết hợp với treo chỉ căng da xóa rãnh mũi má. Các bạn đang theo dõi, ai có nhu cầu có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0905 388 576 được gặp bác sĩ Vĩnh, khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tư vấn nha.
0905-388-576 là số điện thoại của bác sĩ Vẫn nha các bạn. Khi các bạn có một vấn đề nào cần tư vấn thì chúng ta có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp để được gặp bác sĩ Vẫn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những buổi quay sau.